Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Cà Sao TV. Hôm nay mình sẽ mang cho các bạn một món đồ chơi mới nữa, đó là chiếc xe bồn chở xăng của Petrolimex nha các bạn. Chiếc xe bồn này thì có một tài xế và một phụ xế nha. Bồn rất lớn, bồn này 3 khoang nha các bạn, 3 khoang hút dầu. Xe bồn này mình đang bán ở cửa hàng với giá là 50k nha các bạn. Hôm nay lên video mình sẽ bán với giá là 35k. Bạn nào thích muốn mua thì hãy liên hệ với mình nha các bạn. Cái xe bồn này thì chạy cái máy trớn nha. Đó, nên nó mới có giá là 55k, nhưng mà video hôm nay thì mình sẽ bán là 35k nha các bạn. Nếu mà xe không có trớn thì tầm 25-30k thôi, còn này là nó 50k nhưng mà hôm nay sale 35k. Bạn nào nhanh tay chốt đơn. Trời. Máy kêu rất mạnh nha các bạn, bánh quay chip luôn nè. Mỗi ngày mình sẽ lên một video cho một mẫu xe công trình hoặc là xe công vụ hoặc là xe cẩu, xe tải, xe múc nha. Đều là xe trớn luôn nha các bạn. Màu nhựa thì rất là đẹp nha, có tem ở hai bên nữa nè. Làm rất là giống với mẫu xe của Petrolimex đang chạy nha các bạn. Bánh thì này được 6 bánh nha các bạn. Đây, xe khá là rộng rãi nha. Màu thì rất là đẹp, màu đầu đỏ và lườn xanh, bồn màu trắng. Đây có cầu thang lên nữa nha các bạn. Rồi, nếu mà bạn nào thích mẫu đồ chơi này thì mình sẽ chốt đơn 35k nha các bạn. Đây là cái mẫu thôi nha. Mình sẽ có 5 deal như thế này. Nếu bạn nào mua thì mình sẽ bán 5 chiếc xe với giá 35k, là có đầy đủ bao túi đàng hoàng nha các bạn, còn nguyên tem nguyên hộp luôn nha. Chiếc này là tại mình mở ra mình quay nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào thích chiếc này mình sẽ bán 10k luôn. Bạn nào nhanh tay thì comment nha. Cái khoang này là mở ra được nha các bạn. Ở trong nó có cái khoang để chở dầu nè, chở xăng nè. Ok chưa? Xe này thì như là hoàn toàn là như xe mới nha các bạn. Mình chỉ tôi bịch ra, tôi hợp ra để mình quay cho các bạn cùng xem thôi, chứ chưa có chơi nữa. Một chiếc xe như thế này 10k thôi nha các bạn. Bạn nào nhanh tay chốt đơn mình sẽ gửi nha. Ok là chưa? Bây giờ mình sẽ quay lên những cái muỗng đồ chơi nhỏ nhỏ riêng lẻ như vậy nha các bạn. Rồi mình còn có xe điều khiển, xe lắp ráp rất là nhiều luôn. Đó, từ từ mình sẽ quay lên cho các bạn xem nha. Rồi nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh đồ chơi Cà Sao TV của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.